Bé Tư có bao giờ đem ấy, mọi người ơi, bây giờ tôi là tri kỷ của anh Năm nè, bây giờ tôi cần xây mộ nè, tôi làm tốt cho anh Năm nè, đó, tôi xây lên cái mộ nè, gom góp cho tôi đi, em hiểu không? Khi mà drama xảy ra rồi cũng không ai biết đã từng đó có những người quyên góp, thì khi mà xảy ra câu chuyện như nó phải chi lý không? Ví dụ như bây giờ chị nói thẳng luôn, má Thanh mà chị biết má Thanh mà đem cái số tài khoản lên quyên góp, chị không bao giờ đứng tay với chị với má Thanh. Má Thanh buồn chị chịu, đó là chị nói hẳn luôn, đúng không? Cô nói mới đúng luôn. Nếu như mà chị biết trong drama này, mặc dù là người tri kỷ của chú Năm mà đem cái lợi ích về cho mình, rồi lợi dụng cái hình ảnh của chú Năm, chị cũng không bao giờ đứng đó chị nói chuyện với má Thanh. Má Thanh ghét chị, tính chị nó vậy. Tụi em cần những cái hỏi chị đi, tụi em nhìn nhận tụi em là vui tích thật hay là những người khán giả, thì tụi em nhìn nhận sự thật là tụi em biết rồi, nhìn nhận sự việc cũng cách khách quan rồi. Người thật việc thật, họ sống tình nghĩa hay không, họ vì lợi ích hay không, chứ đơn giản như những người bên kia nào là Việt kiều Pháp, Việt kiều Mỹ rồi nói là thương, thì cuối cùng em thấy không, ai trục lợi về cho mình? Tới bây giờ sao cơ cũng không có ra sao cơ, mà người nào cũng cứ ừ đây nè, tôi gom góp về cho xây mộ. Thật sự lúc chú Năm còn sống, chú Năm là cái người chịu thiệt thòi, là cái người sống vì danh dự cho mình, lúc nào cũng đi từ thiện, cũng âm thầm cũng giúp đỡ người khác. Chẳng lẽ chú Năm nằm xuống, chú Năm cầm cái sự giúp đỡ gom góp của mọi người sao? Còn Bình Tinh, còn anh Vũ Luân, còn má Tư ở đây, chẳng lẽ không đủ tiền để mà xây được cái mộ, đúng không? Nhưng mà do là quá trình, trong quá trình cúng điếu thì cái người trả nghĩa là Bé Loan, thì trong cái tiền cúng điếu, nếu Bé Loan chỉ có một nốt một tiếng thôi, theo chị biết nha, ừ, bây giờ là cái tiền cúng điếu đó, nếu Bé Loan là cái người chi tiêu thu chi vậy, bảo đảm chị nói em, bây giờ chị nói thẳng luôn, cái lúc mà chị chưa xuất hiện đó, cái người mà chuyển tiền cho Bé Loan ăn là má Tư, chị mới tôn trọng. Nhưng Bé Loan nó không nói, chị hỏi nó mới nói, trước khi ta xảy ra vậy, ai là người chuyển tiền cho mày ăn, ai là người chuyển tiền hỗ trợ mày? Anh Vũ Lân chuyển, má Tư chuyển, Bình Tinh chuyển, đó, những người kia có chuyển cho Bé Loan không? Đó, chị nói thẳng bây giờ chị nói luôn đó, chứ không phải. Đúng rồi, hôm đó trước má Tư cũng đã từng nói qua. Rồi bé Loan nó mới ngại, nó nói trời, chẳng lẽ cứ bây giờ ở nhà thì cuộc sống thì nó bị nó bị dồn kiểu vậy đó. Thì bây giờ vậy má Tư thì chuyển 5 triệu ăn, chẳng lẽ nó đáo ơi con hết tiền, ba Thư, ba Thanh ơi con hết tiền rồi, con này thì nó ngại. Rồi tới anh Vũ Lân chuyển, là anh Vũ Lân mới chuyển cho 5 triệu ăn. Rồi đó, bây giờ thì nói cái quan cảnh có bằng chứng luôn là má Tư chuyển 5 triệu của nó, đúng không? Mà má Tư chưa bao giờ lên trên truyền thông nói. Thì cái đó để bực tức của chị. Rồi con biết không, cái thì vừa sống vừa tan ra thì còn số đó. Đây nè. Dạ, cả ông số ở đó luôn. Nó gấp 3 cái túi này, bự lắm. Bự. Túi bự nè. Dạ. Chạy u lên cái sao. Ủa đi đâu vậy, đi đâu vậy? Em đi hút tiền lên trước. Là vì là tiền đầy rồi. Thì má mới nhìn cái thùng tiền thì đó, cái vị trí này má đứng đây. Thì má nhìn cái ổ sao lại cái thùng này. Cái bản lề nằm ở đâu đó, thì lúc mà nó vượt thì bác mới chặn, cái ba mới chặn lại, thì cái đám phân biệt nó sợ, nó vượt đi ở ngoài, nó quay cái kiểu hút tiền, thì nó che là hết, nó che là hết. Xong thì bác một tay mới dựng cái tiền, một tay mới dựng, mà một tay mới nói cái tiền này là không có xài được. Mà nói rõ như vậy ngày đó được, cái tiền này là không xài được, cái tiền này nếu đầy có ổ khóa bóp lại rồi để một cái nơi nào an toàn nhất, khi mà ngày cuối cùng hạn được xong đàng hoàng, gia đình họp lại hết, đếm tiền ghi tên từng người một, để khi nào mình, người nào mình biết mình phải trả lại cho người ta. Vậy là má Tư nói rất đầy đủ như vậy. Má nói nguyên văn đầy đủ, thì nói vừa nói xong thì má mới nhìn vô gì nè, có cái bản lề thì không cổ khóa, bản lề không. Đấy là lần má nhìn thấy thôi. Thì má mới nói thế này, bây giờ em đi trở cái thùng tiền, ai giao thùng tiền mà không có bản lề cổ khóa vậy? Thì bây giờ phải đi kiếm ổ khóa chứ đâu có để gì được. Đó thì nó chạy u lên lầu. Má định lấy xe mới về nhà má. Má đưa ổ khóa với cái chìa khóa giao tụi nó làm vậy làm. Dạ. Nhưng mà má vừa bước ra mấy bước chạy xuống đưa ổ khóa rồi. Thì má mới bấm ổ khóa là mới giao chìa khóa cho nó. Mà trong khi đó má mở đắp tiền thùng tiền ra là thùng tiền cỡ này. Nhưng mà cái tiền nó có bao nhiêu? Trời ơi, má Tư ơi. Nó có 1/3 à. Mà trời ơi. Mà nói lại là cứng nhắc rồi, cứng nhắc cái gì? Thì bác vừa mở đi cho coi, ủa, tiền có chút xíu mà sao tức mắt. Thì họ muốn chơi cái chiến lược gì đó. Mình không biết, nhưng mà... Mình không biết. Dạ. Con Sáu lên, chú Bảy lên ngồi dưới, hai giờ đứa lên ngồi dưới. Con Sáu lên lầu, xỏ tóc ra, khóc chạy gối. Anh ơi cứu em, anh ơi cứu em. Ôi trời ơi. Bữa sau hồi đêm anh cầm mấy chục triệu cứu em, anh lên cứu em. Góc sọ tóc, ổng đang làm tuồng.
rồi mở tất cả đưa tới 500 mấy chục. Nó vừa ôm thì nó vừa cái phòng, nó vừa quẹo xuống đây, nó đi xuống đây, chủ nhân ngồi ở dưới này, nó làm gì là hết 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 hàng để đi rồi, đi xuống cái thằng này lên, nó xuống này lên. Ôi giời ơi, sống đôi tập nha. Thì trong cái tỷ của cậu cao cao tay còn lại chừng 50 chục. Chết. Làm một năm cơ hội sống 2 giây, nó lên là coi như là đồng rã biết bao năm trời như vậy, không biết hả? Đi vô chẳng đi, tự nhiên chị Ngọc Thái Hải Dân là bây giờ có Thái Dân còn cũng chẳng thì chỉ nói anh chị nghe ngạn qua tụi nó ngồi ở bàn á, nó sẽ vô đòn là Quỳnh Long và cắt lưỡi một tử linh, thiếu nợ không trả vốn mà không trả lời luôn. Thế mà nghe thì chị Ngọc nói thôi em về nói với Linh coi cái màu trả cho nó cho đầu cho em, tụi này nó nói là làm thiệt. Thế má mới về nói với Linh nghe, và cái đợt đó hình như là cũng 100 mấy đó. Ui, 100 mấy triệu cái thời đó rồi. Thời còn 500 chưa có bị bắt lật đầu nữa mà. 100 mấy chục triệu thời đó đâu phải đơn giản. Thế, nói xong rồi bây giờ chị Ngọc thôi giờ để chúc mẫu hậu là chúc mẫu hậu là chị kinh nghiệm. Đã. Ngày xưa trong giang hồ bây giờ vẫn còn dư âm lợi đặt chúc mẫu hậu, đặt má là hoàng hậu. Đã. Thanh hoàng hậu nha. Đã. Việc danh má là thanh hoàng hậu đó. Đã. Đó rồi má chị chúc chị Ngọc chưa lợi quán. Lợi quán thì con không giống ngồi đó. Đặt chút mà không giống ngồi đó. Đúng. Trả hồi như 100 mấy chục triệu nhưng mà xin cái lời. Bây giờ nó trả lời cho mày được bao nhiêu lần? Thôi cái lời mày lấy rồi thôi. Còn cái phần đuôi lời á, chấm dứt, không thấy nữa. Trả vô. Thấy vốn xong thì bà nói một câu. Từ là sắp tới bà nói tụi bay nghe nha. Luôn cả Hồng Nhung Tiểu Linh. Mà mượn nữa thì mày giết nó, mày đâm nó, mày làm cái mày làm. Chủ Linh không có trách nhiệm nữa nha. Ta nói cho mày biết. Thì từ đó tụi nó không cho mượn nữa thì nó mới quay về cái nhà từ đường, cái quốc nhà từ đường đó. Ôi trời ơi, thế là không có má thì đúng là cộng đồng không thể biết được. Cái căn nhà đó tại ông mượn 10 cây vàng của cậu không trả. Đó. Mấy chục ngày, cả tháng mấy tháng trời không trả, cậu mới nhờ má đi đòi. Thì ông mới bán nhà, ông trả nợ cho cậu chứ. Tại sao mà vì cậu mất cái nhà? Sạch thành mất cây cũ. Chứng tỏ là sạt cành có kia là cây cú cộng năm chứ không phải là trong tâm mộ mấy lúc nào cây cú cái câu chuyện đó sạt cành là cũng à dù rồi cái câu chuyện tiền năm nhận rồi phải nói không nhận sao mà nó một tay ổng hết một tay che trời á. Má nói thật chứ con, nếu mà không ổng về đây cái câu chuyện nó không đi xa như vậy đâu. Ổng là chuyên môn từ xưa giờ đang bị thóc thọc bị gạo. Ổng đi bên ở Pháp, ổng về, ổng ở nhà cậu mà kia không có ở. Mấy đứa nhỏ trong nhà cậu đông lắm, lúc đó đi theo, bán đĩa, bán gì đó. Thì tụi nó hòa đồng, nó vui vẻ nhau. Khi ổng về, chừng ở chừng 3-4 ngày thôi là tụi nó trở mặt với nhau. Ổng có chọt đứa này, ổng chọt đứa kia, ổng chọt đứa này, ổng chọt đứa kia. Cũng là con người, cái dã tâm của cái tính của người ta nó như vậy rồi. Đây, cái clip mà ổng cắt ghép á, đây má đứng ngay ông ơi, má nói kiểu. Bữa đó ba má đứng tại đây. Dạ. Thì khi mà má nói với thằng Sử, má mới tức quá, má kêu Hồng Loan con lấy số, con đưa số của ba cho thằng Sử. Để khi nào đụng chuyện với ông Thành nữa mà nói vụ ba con có lỗi với ổng đó, thì má sẽ nói cho thằng Sử biết cái lỗi gì. Ổng mượn 10 cái giảm không trả. Dạ. Má là người đi đội mà. Dạ. Đó. Thì bữa sau bạn đang lên, ổng quản hồn, ổng nói, ổng gọi cho má. Ổng nói, ôi, Thanh nếu Thanh, bà Tư, bây giờ chết rồi, bây giờ... tự nhiên 10 cây vàng hồi chuyện xưa mà bây giờ alo lên nữa bà đính chánh giùm tôi đi, tôi không đính chánh được. Thành ơi, cái chuyện nó chuyện có thật thì bây giờ tôi chỉ có cái ra tôi nói rồi, cái chuyện xưa rồi đừng nhắc lại làm cái gì cho cậu buồn cái đó thôi.